Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện ma của Tân ngày hôm nay á, nó sẽ đi theo một cái mô típ là những cái năm 1900 hồi đó. Những cái năm đó là những cái năm mà có nhiều sự kiện xảy ra lắm. Nó có những cái màu rất là lạ, những cái hơi hám lạ về ma và kinh dị vào thời điểm đó. Thì câu chuyện của Tân xảy ra vào năm 1980. Vào thời điểm đó có một cái nhân vật, thì cái cô này tên là Liễu. Cái cô này là một cái người làm giỏ đệm, làm giỏ, những cái giỏ sách thời đó mà làm bằng tay như là handmade á. Thì ngày xưa nó không phải có những cái dây chuyền làm khủng khiếp như bây giờ, nó chỉ có làm handmade thôi, là người ta tự làm ở nhà. Thì cái cô này thường xuyên đi mua một cái loại mút ở ngoài cái những cái khu mà quận 5 á, họ mua những cái mút đó về để mà họ lót ở trong cái giỏ đệm của mình, những cái giỏ sách của mình mà cổ bán. Thì cái cô này á, khi cổ bán á, thì cổ làm quen được với một người. Thì cái cô này cũng là một cái người cũng là thương gia về buôn bán luôn. Thì cái cô này á giàu hơn cái cô Liễu. Cái cô này á thì lại tên là Hồng. Thì Tân đổi tên ha, Liễu và Hồng nha, còn tên nhân vật chính thì Tân xin phép đổi. Thì cô Liễu và cô Hồng, thì hai người này bắt đầu chơi với nhau như bạn bè rất là thân. Mặc dù nhà cô Liễu khó khăn hơn, còn nhà cô Hồng á thì làm ăn á thì bành trướng ra rất là nhiều. Tại vì hai ngành nghề khác nhau cho nên không có thể nào mà giúp nhau được. Đó, thì một hôm thôi, có một sự kiện xảy ra. Đó là một hôm cô Liễu đi qua nhà cô Hồng này chơi. Khi qua nhà cô Hồng chơi thì thấy cô Hồng đang loay hoay dán một cái món đồ mà nó bằng, nó giống như nó bằng sứ. Thì khi dán món đồ đó nó bị bể ra, thì cổ mới hỏi là cái này cái gì. Thì cô Hồng mới nói này, bức tượng của gia đình đời ông bà để lại, nhưng mà bây giờ nó bị bể một bên rồi thì cũng hơi tiếc, cho nên là tìm cách dán lại nhưng mà không có cách nào dán nó dính chắc được. Thì cô Liễu này á, cổ mới sực nhớ ra có một cái phương thức để dán được cái này bằng một loại keo. Loại keo này á, nó nằm ở giữa cái lớp mút và một lớp đệm mà cổ hay mua cái chất liệu đó ở ngoài những cái chợ mà buôn bán mút, cũng như là mi sói Kình Lâm vậy đó, ở quận 5, để mà đem về đó. Thì ở trong đó có một lớp keo, cái lớp keo này rất là tốt. Thì cổ mới lột cái lớp keo đó ra trong miếng mút đệm trong cái giỏ mình, thì móc cái miếng đó lên lột ra, thì đem ra hơ lửa, rồi sau đó ra một chất lỏng, và khi mà dán lại á thì nó dính rất là chặt mà rất là tốt luôn. Hoàn toàn cái bức tượng á nó giống như là mới 89%, nó không thể nào là 100% hay là 99% được, nó chỉ có 89% tại nó bị bể mà. Cho nên là cái cô Hồng này rất là thích cô Liễu, cô Hồng này rất là thích, và mới hỏi là cái chiếc keo này nó từ đâu. Thì khi mà cái thái độ cô Hồng hỏi cô Liễu á, thì cô Liễu này mới phát hiện ra một vấn đề là hình như cô Hồng này rất cần cái loại chiếc keo này. Cho nên á là cô Liễu mới nói là cái chiếc này là do gia đình em nhập ở bên nước ngoài về, là thời điểm nó nhập bên nước ngoài về, chứ ở đây nó không có, nó là của nước ngoài hoàn toàn. Thì cái cô Hồng này mới nói ồ vậy thì giúp cho chị đi, để mà chị có cái chiếc keo này để mà chị làm công việc của cái hãng xưởng của chị. Chứ mà bây giờ không có cái keo này á thì những cái đôi dép, cái cô Hồng này làm về dép nha, thì những cái đôi dép mà chị xuất ra, những cái đôi giày á mà để đo ni đóng giày á, thì nó không có ok. Cho nên là có thể nào bán lại cái loại này hay không, mà là sẽ đặt cọc mua luôn. Thì cái cô Hồng này á, cổ biết cái giá trị của cái loại keo này, và cô Liễu này á thì cũng vô tình đọc được cái giá trị đó trong suy nghĩ của Hồng và thái độ của Hồng. Vì cô Hồng là một người rất là đàng hoàng, cho nên là khi mà cổ thấy cái chất liệu mình cần thì cổ không có nghĩ đến cái vấn đề rào trước đón sau. Cô chỉ nghĩ đến một cái vấn đề duy nhất là làm sao mua được cái chất liệu này. Thì á, cô Liễu này mới nói giá đại thôi, nói đại một cái giá mà rất là cao, là cái giá nằm ở mức là ngày xưa thuộc dạng là mấy cây vàng á. Thì cái cô Hồng này ok liền, mua liền. Thì cái cô Liễu này về mới bàn bạc với chồng mình ra thu gom toàn bộ những cái vật liệu mà vào cái miếng xốp đó mang về. Đó, thì khi thu gom toàn bộ đó thì rất là những người tiểu thương mới hỏi cô Liễu này tại sao mua số lượng nhiều như vậy và cùng một lúc là mua hết. Thì cô Liễu mới nói là tại vì nhà đang có cái đơn hàng là cần làm giỏ sách, nhưng mà thật ra không phải, cổ mua về cổ tước hai cái vật kia ra để lấy chiếc keo ở trong đó.
cho mà cái người tiểu thương bán họ không có biết, tại vì thật sự lúc đó họ bán cái đồ rất là rẻ, thật sự đấy một đồng mà mua mấy chục ký luôn á, nó rẻ đến mức độ vậy, tại họ không biết cái chất keo đó quý, họ chỉ nghĩ ra một chất liệu để mà lót cho êm vỏ thôi, chứ không phải là họ không nghĩ cái chất keo nó quý. Đúng không? Còn cái nước quốc xuất xứ của cái chất keo đó đó thì cái nước quốc gia mà làm chất keo đó thì họ làm ra quá nhiều, họ cũng không nghĩ chất keo đó lại quý đối với Việt Nam thời điểm đó, cho nên là cô Liễu gặp thời và bắt đầu lừa cô Hồng rất là nhiều và sau đó bán, và cô Liễu giàu lên và những người mà cạnh tranh với cô Hồng á cũng nhảy vào để mà mua cái chất keo từ cái cô Liễu này. Thì cô Liễu làm ăn được một thời gian khoảng 5-6 năm là cô Liễu này trở nên cực kỳ giàu luôn, giàu nứt vách, thì cô Hồng cũng giàu nứt vách, cả hai đều giàu như nhau. Nhưng mà cái bí mật của cái loại keo này chỉ một mình cô Liễu biết và thu mua, tại vì không ai hiểu mà cũng không ai nghĩ rằng cái loại keo đó xuất xứ từ một miếng mút lót vỏ, không ai nghĩ tới hết. Cái điều đó là không ai biết và không ai nghĩ tới, chỉ có cô Liễu này biết mà thôi. Vậy là cổ giàu lên trông thấy luôn. Cho đến một ngày chuyện gì rồi cũng sẽ lòi ra, là cô Hồng đi vào chùa ở trên đường quận 5, đường chỗ Chợ Lớn á, để mà thắp nhang. Thì cổ thường đi chùa lắm, thì cổ đi ngang những cái tiệm bán như vậy thì cổ mới thấy rằng là có cái miếng xốp giống như là cô Liễu đã từng cầm trong tay. Thì cô Hồng mới tiện ghé vào để mà cầm cái chất liệu đó lên coi thử có phải hay không. Thì khi cầm lên coi thử thì đúng là như vậy, thì cổ tước ngay tại chỗ thì thấy miếng keo đó. Thì cổ mới hỏi những người bán hàng á, cái này là bao nhiêu một ký. Thì người bán hàng nói chỉ vài đồng mà mấy chục ký. Thì cô Hồng rất tức giận, thì biết mình đã bị lừa và những người là đồng nghiệp của mình cũng đã bị lừa trong suốt bao nhiêu năm đã mua với mấy lượng cây vàng. Bắt đầu sự việc từ đó, cô Hồng gọi cô Liễu qua nhà để mà nói chuyện. Thì cô Liễu bắt lúc này á là xin cô Hồng là đừng có nói sự thật này ra cho mọi người biết, tại vì nếu như nói sự thật này ra mọi người biết thì không ai còn mua hàng nữa và sự nghiệp của cô Liễu này chấm dứt ngay tại đây. Và khi trở về, cô Hồng đắn đo suy nghĩ, cô Hồng chưa quyết định liền, tại vì vào thời điểm đó cô Hồng còn buôn thêm một loại nữa, đó là cao su của Campuchia. Thì Tân không biết tại sao lại qua Campuchia lấy cao su, nhưng mà trong câu chuyện này thì ngày hôm đó cô Hồng và chồng của mình đã qua Campuchia để lấy hàng, thì cô Liễu đã nhờ người xử cô Hồng ở bên đó và cô Hồng bị giết ở ngay biên giới của Campuchia, một sự thật rất là kinh hoàng luôn. Thì khi mà cô Hồng mất thì gia tài toàn bộ được chia năm xẻ bảy, thì trong đó có một phần nhỏ cô Hồng để lại cho cô Liễu, cái phần gia tài coi như là chị em trong nhà. Có nghĩa là cô Hồng này đối xử với cô Liễu rất là tốt, dù bạn hàng buôn bán, nhưng mà nhờ cái ơn mà cô Liễu này đã cho loại keo đó mà cô Hồng đã buôn bán được giày dép cũng như là những sản phẩm của mình rộng khắp ra bên ngoài. Thì cô Hồng nguyện nếu như mình mất sẽ để lại một phần tiền cho gia đình của cô Liễu. Mặc dù cô Liễu đã giàu nhưng cô Hồng vẫn chia coi như là tình cảm chị em. Nhưng mà cô Liễu này đã vì đồng tiền mà giết đi người chị em của mình ở biên giới Campuchia để bịt đầu mối. Sự việc nó chưa dừng ở đó, thì khi mà giao nhận những món tài sản, trong đó có cái bình mà năm xưa mà cô Liễu đã cho cái miếng keo đó để dán lại, thì cái bình đó cô Hồng đã ghi di chúc gửi lại cho nhà của cô Liễu. Nhưng vì cái bình này có rất giá trị cho nên là cô Liễu đem về và nghĩ rằng không ai phát hiện ra sự thật này hết. Và từ khi cô Liễu mang cái bình này về nhà thì đêm hôm đó vào 0 giờ cô Liễu đã nghe tiếng khóc của cô Hồng và những lời thì thầm bên tai khi mà cô Liễu ngủ. Nhưng mà chồng cô Liễu thì không hề nghe gì hết, chỉ một mình cô Liễu nghe thôi. Tại sao mày giết tao vậy Liễu? Tao với mày là chị em, tại sao mày giết tao vậy Liễu? Thì cô Liễu bật dậy, sợ hãi. Cô Liễu mới lay chồng mình nói, anh ơi, con Hồng nó về anh ơi, con Hồng nó về, nó đòi mạng em anh ơi, con Hồng nó về. Thì ông chồng mới quay qua hỏi, em nói gì vậy? Con Hồng nó chết rồi mà sao em nói gì vậy? Hả? Em im đi, em đừng có bị... Không, con Hồng nó về, nó mới kêu em. Nó hỏi tại sao chị em mà em giết nó. Thì cái ông này, ông nói là em đừng có mơ mộng quá.
em ám ảnh thôi chứ không có gì xảy ra đâu. Thì cái cô liễu này ngày hôm sau á mới kêu một người thầy tới cúng một bữa chay tăng để mà coi như là coi trong nhà mình có gì vậy không. Thì khi người thầy họ tới á, họ cúng lễ chay tăng á, thì họ đã nói với cô liễu một điều á, là oan có đầu nợ có chủ, đã gieo ắt phải gặt, con có làm gì đi nữa thì con cũng phải trả, cái nghiệp này nó quá lớn, không phải chỉ có gia đình của con ma đó mà còn là gia đình của bao nhiêu người bị con lừa. Thì á, cô liễu này quá là run sợ, cô liễu không dám ở căn nhà này nữa, mà cô liễu này ngay lập tức dọn nhà đi qua nhà người bà con ở ngoài quận nhất thời điểm đó. Thì khi ra cái nhà người bà con ở đó thì cô liễu cũng an tâm phần nào, tại vì không có mang theo cái bức tượng đó, tại vì cô liễu biết cái bức tượng đó là có linh hồn của cô Hồng cho nên không có mang theo. Cô liễu khi qua nhà mới á, thì đêm hôm đó là cô liễu không ngủ được, thì không hiểu tại sao cô liễu lại bất chợt đi tắm đêm. Thì khi đi tắm đêm á, vừa mới mở cái vòi ra một cái á, tắm á, thì cô liễu nghe cái tiếng của cô Hồng tiếp: Liễu ơi, mày trả mạng cho tao Liễu, mày giết tao Liễu ơi, mày giết tao, tại sao mày lại giết tao vậy Liễu? Thì cô liễu này bị bứng loạn mấy bạn, tại quá sợ. Người thì bạn có thể giết được, nhưng ma thì bạn không thể nào giết được. Sau nhiều lần bị như vậy, cô liễu bị thần kinh, bắt đầu trở nên hoang mang và suốt ngày cứ nói nhảm là Hồng ơi tha cho em, Hồng ơi chị Hồng tha cho em. Là như vậy mọi người bắt đầu chứng kiến cái sự việc đó. Rồi dần dần những người tiểu thương, những cái người mà đi mua cái loại keo đó cô liễu á, cũng bắt đầu phát hiện ra nơi bán là ở quận 5 và với giá rất thấp. Bắt đầu họ đùng đùng họ kéo qua gặp cô liễu và gia đình cô liễu để mà đòi lại, chửi bới cũng như là thưa kiện ngay từ năm này qua năm khác, là cô liễu không ngóc đầu lên được luôn. Nhưng mà cái quan trọng là đêm nào, giờ nào, phút nào, hễ không có người là cô liễu lại nghe tiếng cô Hồng về kêu. Đến khi mà cô liễu bị điên hoàn toàn và đến bây giờ cổ vẫn ở trong một nhà thương điên ở trong Sài Gòn này. Không một đêm nào ở trong nhà thương điên mà cổ không nói chuyện với lại cô Hồng. Cổ nói là năm bây giờ mấy, nếu các bạn gặp cái hình ảnh đó thì cái cô này cũng đã lớn tuổi rồi. Cổ luôn nói trong miệng mình là: Hồng ơi, đừng có nhát tôi Hồng ơi, chồng đừng có nhát tôi biết lỗi tôi rồi, đừng có nhát tôi. Thì câu chuyện này tại sao Tân lại biết? Là trong một lần đi làm từ thiện ở một cái trại tâm thần ở trong Sài Gòn này, thì Tân đã gặp hình ảnh của cái cô này. Cổ đã rất lớn tuổi rồi, cổ ngồi trong phòng mà cổ nói cái câu đó hoài. Thì khi Tân nghe đó thì Tân mới hỏi bác sĩ cũng như là những cái người mà người thân gọi là le lói còn lại của cái cô này. Thì Tân được biết cái câu chuyện từ năm xưa, năm 1980, cô này đã gây ra sự việc gì. Đến bây giờ các bác sĩ ở nơi đây cũng như là những người đã từng biết câu chuyện này, không ai dám khẳng định là cô liễu có gặp cô Hồng trở về hay không, cô Hồng có đòi mạng hay không, hay là do quả báo mà cô liễu trở nên bị tâm thần do hại quá nhiều người trong cuộc sống của mình. Các bạn biết buôn bán thì lúc nào cũng cần có lời, nhưng phải biết lời mình ở nơi nào vừa phải, đừng có làm quá và cũng đừng có hại những người đã từng tin tưởng bạn. Vì nếu làm như vậy, bạn sẽ chuốc lấy một tai họa rất lớn trong cuộc đời của mình. Đôi khi cái giá phải trả rất đắt. Qua câu chuyện này, nó nói lên rất là nhiều điều trong cuộc sống. Một câu chuyện nó không phải là ghê rợn lắm, nhưng nó có một sự thật đằng sau đó của một bệnh nhân tâm thần vẫn còn tồn tại trong thời gian này. Nhưng đằng sau một căn bệnh, nó có nhiều nguyên nhân. Đôi khi do áp lực cuộc sống, đôi khi bị tâm thần, nhưng đôi khi có những hiện tượng siêu nhiên, những điều tâm linh bám theo đó do quá khứ của người đó tạo ra. Riêng Tân tin cô Hồng trở về và đòi mạng trong suốt mấy chục năm qua đối với cô liễu này. Nếu các bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ câu chuyện này thật rộng rãi, và cũng như subscribe nếu các bạn chưa đăng ký kênh của Tân nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào 5 giờ chiều ngày mai với một câu chuyện mới hơn nữa. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn